Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tôi Yêu Kỹ Thuật, kênh chia sẻ về lĩnh vực điện công nghiệp, thiết bị điện và cơ khí tại Việt Nam. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn mặt bảo vệ mất pha dùng hai relay trung gian. Hiện nay trên thị trường có bán khá nhiều thiết bị dùng để bảo vệ mất pha, nhưng trong clip này mình muốn giới thiệu đến các bạn là mặt dùng hai relay trung gian vì giá thành rẻ và dễ lắp đặt. Nếu các bạn không dùng hai relay trung gian thì các bạn có thể dùng một khởi động từ 380V cũng có thể thay thế hai relay trung gian. Mình xin giới thiệu sơ qua về những thiết bị mình dùng trong cái mặt này. Đầu tiên là MCB 50A và 3 cầu chì 5A, 2 relay trung gian dùng nguồn 220V, một công tắc chuyển mạch và một đèn báo. Đèn báo này tượng trưng cho nguồn điện của mạch điều khiển. Thì các bạn cũng biết là một tủ điện có hai phần, phần điều khiển và phần động lực. Khi phần điều khiển có điện thì phần động lực sẽ hoạt động. Do mình không có điện 3 pha, nguồn điện 3 pha nên mình dùng pha lửa, mình cầu ra 3 pha, tượng trưng cho 3 pha. Các bạn theo dõi. Cầu ra 3 pha. Đây là trung tính, dưới dao này, dưới dao này mình sẽ cấp lên đầu của cầu chì. Các bạn thấy ba màu đen, xanh, đỏ là mình tượng trưng cho 3 pha. Dưới cầu chì thì mình cấp ra chứ cầu chì mình cấp nguồn cho ba hai relay trung gian này, còn pha còn lại, pha đỏ mình đưa vào tiếp điện thường mở của relay trung gian K1 và K2. Sau đây là cái mặt bảo vệ mất pha này, các bạn thấy mình ba ký hiệu, những ký hiệu sau đây là R, F, T, A, B, C, L1, L2, L3. Thì những ký hiệu này là do những quốc gia người ta quy định. Tại Việt Nam thì mình quy định là L1, L2, L3. Ở châu Âu là RFT và ABC. Thì đầu tiên file R này mình được đưa về một đầu cuộn côi K1. File 2, file F mình đưa về đầu cuộn côi của K2. Và hai đầu cuộn côi của K1, K2 mình đưa về dây trung tính N. Hai là trung gian K1, K2. Còn pha còn lại, pha T này thì mình đưa về một đầu tiếp điện thường mở của K1. Đầu còn lại mình nối với tiếp điện thường mở của K2. Đầu còn lại mình đưa về công tắc K. Từ công tắc tắc K đưa ra mình cấp nguồn cho mặt điều khiển. Thì ở đây là đèn báo là hiển thị cho nguồn điện của mạch điều khiển, đèn sáng nguồn mạch điều khiển có điện, đèn tắt tắt mạch điều khiển mất điện. Thì trong một tủ điện có hai phần, phần điều khiển và phần động lực. Nếu phần điều khiển có điện, mạch điều khiển có điện thì mạch động lực sẽ hoạt động. Trong công nghiệp thì mạch bảo vệ mất pha này khá là quan trọng, vì động cơ không đồng bộ 3 pha, mất một pha, một trong 3 pha thì sẽ làm cho động cơ nóng lên và dẫn đến cháy hư. Nên trong công nghiệp thì cái mặt bảo vệ mất pha này rất là quan trọng. Thì nguyên lý hoạt động của mặt này như sau nè. Khi hai pha R và pha F này có điện thì K1 và K2 có điện. Khi K1 và K2 có điện thì dẫn đến tiếp điện thường đóng, thường mở của K1 và tiếp điện thường mở của K2 đóng lại. Công tắc K có điện, khi bật công tắc K thì mạch điều khiển có điện, đèn sáng, đèn báo nguồn sáng. Khi mạch điều khiển có điện thì mạch động lực hoạt động.
Nếu như một, nếu như pha R mất điện thì kíp điểm thường mở của K1 mở ra thì mặt điều khiển mất điện. Nếu pha S mất điện, K2 mất điện thì tiếp điểm thường mở của K2 mở ra, mặt điều khiển cũng mất điện. Mình bật công tắc, mình bật công tắc mở nguồn để các bạn theo dõi, các bạn theo dõi nguyên lý hoạt động của mặt như sau. Khi bật công tắc là công tắc lên đèn sáng, mặt điều khiển có điện, lúc đó mặt động lực có thể hoạt động. Khi mất một trong ba pha, các bạn theo dõi nếu mất một trong ba pha thì sẽ như thế nào. Đầu tiên mình cho mất pha đầu tiên là pha một, gọi là pha một, hay mất pha một đèn tắt, mặt điều khiển mất điện thì mặt động lực cũng ngừng hoạt động. Pha hai mất điện thì cũng như vậy, mặt điều khiển mất điện. Pha ba mất điện thì mặt điều khiển cũng mất điện, mặt động lực không hoạt động. Có nghĩa là theo các bạn quan sát thì mặt điều khiển mặt bảo vệ mức pha của mình đã đấu thành công. Mình xin nói thêm về cái nguyên lý hoạt động của cái relay trung gian này. Khi relay này có điện thì tiếp điểm thường mở sẽ đóng lại, và khi không có điện thì tiếp điểm này sẽ mở ra. Tiếp điểm thường mở sẽ mở ra, có điện đóng lại, không có điện thì mở ra. Ngoài ra mình cũng xin khuyến cáo với các bạn là không nên dùng cái mặt bảo vệ mất pha, dùng hai relay trung gian này dùng cho những động cơ có công suất lớn, vì cái mặt này nó không phân biệt được thấp áp do mất pha, nên các bạn lưu ý mình không nên dùng cho những cái mặt có cái động cơ sử dụng cái động cơ lớn giá trị cao, mình không nên dùng cái mặt này. Một lần nữa các bạn hãy quan sát lại cái nguyên lý của hoạt động của cái mặt này khá là đơn giản. Một lần nữa mình các bạn theo dõi lại một lần nữa. Mất pha một mặt điều khiển mất điện, mất pha hai mặt điều khiển cũng mất điện, mất pha ba mặt điều khiển cũng mất điện. Nếu mặt điều khiển mất điện thì không thể nào là cái mặt động lực nó hoạt động được. Ở cái mặt này thì mình bảo vệ được khi lưới điện trên dao lưới điện mất một trong ba pha thì mặt điều khiển của mình cũng mất điện. Và thứ hai là phần dưới dao vì một lý do nào đó một trong ba pha bị mất thì mặt điều khiển cũng mất điện. Hiện nay mặt dùng hai relay trung gian, mặt bảo vệ mất pha dùng hai relay trung gian này có khá nhiều tranh cãi. Theo các bạn hãy quan sát mặt này như thế nào. Dưới con mắt là một người thợ, thì các bạn hãy tự đánh giá. Mình xin kết thúc clip này ở đây. Chúc các bạn thành công để có động lực cho mình làm những clip hay hơn. Thì các bạn hãy giúp mình bấm nút đăng ký kênh và chia sẻ clip để đến các người bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.